Mỗi ngày thức dậy, bọn trẻ phải xếp hàng rửa mặt, đứng rửa mặt trước một chiếc camera, đến khi đèn báo chuyển màu xanh mới xong. Đây là một trường học rất quái dị. Các học sinh từ khi ra đời đã bị giam tại đây, khắp nơi đều gắn camera, theo dõi nhất cử nhất động của các bé gái trong 24 tiếng. Hiệu trưởng nói với chúng, bên ngoài giờ đã là ngày tận thế, bầu không khí và mặt trời đều bị ô nhiễm. Mà trường học này không hề dạy các kiến thức văn hóa, mà chỉ dạy những quy tắc đức tính phụ nữ thông qua màn hình TV, dạy phục tùng mệnh lệnh, dạy cách bảo dưỡng sắc đẹp, dạy phẩm chất đoan chính. Cuối cùng những đứa trẻ được nuôi dưỡng thành công sẽ được thả ra ngoài, sẽ được những nhà giàu có nhận nuôi. Nhưng quá trình này vô cùng tàn khốc, chỉ cần không nghe lời thì sẽ bị lôi đi và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Nữ chính Vivian là cô gái tuân thủ mọi quy tắc của trường học nhất. Vừa đến lớp mới cô đã kết giao được một người bạn. Người bạn này rất thần bí nhắc nhở Vivian nhất định không được ăn vitamin. Vitamin là thứ thuốc bổ mà trường học bắt các cô bé phải uống mỗi ngày. Vivian quyết định tin tưởng cô gái ấy. Ngày hôm sau, khi uống vitamin, trước camera, cô giả vờ nuốt vitamin. Đến sau khi đèn xanh, cô liền trốn vào nhà vệ sinh nhổ ra. Đây là lần đầu tiên cô chống lại mệnh lệnh. Đến đêm, cô phát hiện ra điều khác thường. Bạn cùng phòng vừa nằm xuống đã ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hơn nữa, cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ. Vivian phát hiện có một cô gái cũng tỉnh dậy. Cô ấy nói với Vivian, thứ bọn họ uống không phải là vitamin, mà là thuốc an thần tác dụng mạnh. Nếu có cảnh vệ vào phòng kiểm tra thì phải giả vờ là đã ngủ say. Vừa dứt lời, cảnh vệ đã đến. Cô bạn đó vội vàng chạy về giường ngủ. Hiệu trưởng ra lệnh cho cảnh vệ bế Vivian đi. Cô bị đưa đến một căn phòng lạ, bên cạnh còn có một bạn học khác. Lúc này, hiệu trưởng dẫn đôi vợ chồng giàu có đến. Vivian nhanh chóng giả vờ ngủ. Hiệu trưởng giới thiệu tỉ mỉ về ngoại hình của hai cô bé. Làn da chưa từng được tắm nắng, trắng nõn mềm mại. Người đàn bà giàu có này sau khi xem xong thì đến trước một chiếc gương soi. Nhìn gương mặt của mình trong gương, thần sắc ảm đạm. Còn người đàn ông này thì tỏ ra thèm muốn trước nhan sắc của Vivian, tán thưởng không ngớt, vô cùng hoàn mỹ. Điều này khiến vợ ông ta rất không vui. Thế là bà ta lựa chọn đứa còn lại, sau đó thì bảo chồng mình trả tiền. Đợi đã, trả tiền, đã bảo là nhận nuôi mà. Vivian được đưa về phòng, cô kể cho bạn mình những chuyện vừa xảy ra. Hai người họ nhận ra trường học này chắc chắn đang che giấu một bí mật động trời. Vì sự an toàn của bản thân, bọn họ quyết định chạy trốn khỏi đây. Đây là một trường học rất biến thái, nuôi dưỡng những bé gái từ khi mới ra đời, không cho chúng ra ngoài, chỉ vì bảo dưỡng ngoại hình làn da. Đợi đến khi nuôi chúng lớn khôn thành công, những đứa bé đó sẽ bị bế đi trong lúc đang ngủ say, để cho những đôi vợ chồng giàu có lựa chọn. Đêm hôm sau, cảnh vệ lại bế vài bé gái đi. Vivian đã lén nhổ thuốc an thần đi. Cô quyết định nhân thời cơ này bỏ chạy. Đợi đến lúc cảnh vệ rời đi, cô ra khỏi phòng. Cô xông đến phía cửa hành lang, nhưng không có thẻ cửa cấm, nên cô không thể mở ra được. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Vivian vội vã chạy về phòng giả vờ ngủ. Cảnh vệ đưa cô bé về phòng, sau đó thì khóa trái cửa phòng. Vậy là hết cơ hội chạy trốn. Hai người bắt đầu bàn bạc kế sách. Người bạn này nói với Vivian, cô ấy đã lén dừng uống vitamin từ lâu rồi. Bởi vậy cô đã phát hiện ra quy luật làm việc và nghỉ ngơi của trường học này. Mỗi ngày sẽ có 4 tiếng, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ chạy trốn. Mà nhiệm vụ cấp bách hiện nay của họ là phải tìm cách có được thẻ cửa cấm. Nhưng làm cách nào? Đến một hôm, trường học sắp xếp một buổi tiêm vaccine phòng bệnh. Lần đầu tiên Vivian đến phòng khám của trường, cô phát hiện vị bác sĩ này đối với cô ôn hòa hơn hẳn. Đây là một cơ hội tốt. Nhưng chưa đến lúc Vivian ra tay, cả hai người đã phát hiện ra điểm khác thường. Một cô bạn sau khi tiêm vaccine xong, đột nhiên lên cơn co giật và nôn mửa. Bạn học phát hiện trên bả vai của cô xuất hiện một vết sẹo trông rất đáng sợ. Bạn học rất hoảng sợ, vaccine này chắc chắn có vấn đề. Thế là Vivian lại đến phòng khám. Cô muốn thăm dò thái độ của vị bác sĩ này, nhưng lại sơ suất để lộ chuyện cô không uống thuốc an thần. Vậy là bác sĩ tiêm cho cô thuốc an thần tác dụng mạnh. Ngay lập tức Vivian rơi vào hôn mê. Công dụng của thuốc kéo dài liên tiếp mấy ngày, trạng thái của Vivian càng lúc càng kém. Người bạn này quyết định lập tức chạy trốn. Cô ấy muốn dẫn cả Vivian đi, nhưng Vivian do bị ảnh hưởng bởi thuốc, không những không nghe, mà còn vì nói quá lớn tiếng, nên đã bị nhốt vào phòng cấm. Người bạn này chỉ còn cách hành động một mình, đi cứu Vivian. Cô dùng ga trải giường cuốn chặt lại thành chiếc dây thừng. Đợi đến lúc tên cảnh vệ xấu xa này bước vào, quấn chặt lấy cổ hắn từ phía sau, sau đó lấy chiếc thẻ cửa cấm của hắn. Cô bạn này tìm được Vivian, nhưng đúng lúc định cứu Vivian ra ngoài, chuông báo động vang lên, cô gái đành phải bỏ chạy. Sáng sớm hôm sau, Vivian được thả ra ngoài. Lúc này cô mới biết bạn của mình đã bị bắt, nhưng bọn họ không tìm thấy thẻ cửa cấm. Lúc này tên bác sĩ bước ra, thì ra hắn mới chính là trùm cuối đứng sau trường học này. Tên bác sĩ nổi trận lôi đình, để ép các bé gái giao thẻ cửa cấm ra. Ông ta đã bắt một đứa bé và đưa cô bé đó xuống dưới tầng hầm để phạt. Sau đó, hiệu trưởng tận tay đút cho từng người, thậm chí còn kiểm tra kỹ càng miệng của bọn trẻ để phòng trừ chúng giấu thuốc. Lần này thì Vivian không trốn được nữa. Trở về phòng, để tránh tác dụng của thuốc, Vivian dùng kẹp tóc đâm liên tiếp vào tay mình, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô trèo xuống giường một cách khó khăn, chạy đến giường của bạn mình và tìm thẻ cửa cấm. Cô lật tung khắp nơi để tìm, cuối cùng cũng tìm thấy tấm thẻ ở đầu giường. Vivian chạy ra khỏi phòng, đến hành lang, đèn ở phòng khám bên cạnh vẫn sáng, là hiệu trưởng đang ngồi một mình ở bên trong. Bà ta đã phát hiện ra Vivian,
Vivian bước vào. Hiệu trưởng định đánh thuốc mê Vivian, nhưng không ngờ bị Vivian phản kháng lại. Cô đâm ống tiêm thuốc ngủ vào người hiệu trưởng, bà ta lập tức ngất đi. Phía bên ngoài cửa sổ là vầng trăng mà Vivian chưa bao giờ được thấy. Cô bị giam cầm suốt 16 năm, chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời. Bây giờ, chỉ cần tiến về phía trước là có thể thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng Vivian có chút do dự, cô quyết định lựa chọn quay lại thứ bạn mình. Vivian tìm đường xuống căn phòng dưới tầng hầm. Nơi này chẳng khác gì phòng giam nơi ngục tù. Vivian đi đến căn phòng phía trong cùng, cuối cùng cũng tìm thấy bạn mình. Vivian mở cửa và ôm chầm lấy bạn, nhưng tay của bạn cô đã bị trói. Thế là họ đi đến căn phòng bên cạnh, tìm thấy dao phẫu thuật. Sau khi cởi trói cho bạn, bọn họ phát hiện phía sau có 4 cái bọc. Trên mỗi cái bọc đều dính một mảnh giấy, ghi tên những bạn học đã bị hiệu trưởng lôi đi trừng phạt. Vivian tò mò mở ra xem, bên trong chính là thi thể của các bạn, mà khuôn mặt của bọn họ đều đã bị lột ra. Hai cô gái vô cùng hoảng sợ. Thì ra đây không phải là một trường học, mà là nơi cung cấp nguyên liệu cấy ghép da cho những người phụ nữ giàu có muốn duy trì vẻ ngoài trẻ đẹp. Khi bọn họ đến năm 16 tuổi, sẽ bị lột da và được cấy ghép lên mặt những người phụ nữ giàu có đó. Mà thứ vaccine được tiêm cho bọn trẻ là DNA của những người phụ nữ đó. Vivian mau chóng bỏ bạn mình bỏ chạy, nhưng bạn cô muốn cứu tất cả các cô gái ở đây. Cô cầm lấy con dao phẫu thuật để phòng thân. Hai người chia nhau ra hành động. Người bạn này chạy đến lớp học, giơ thẻ cấm cửa lên, mượn danh của hiệu trưởng lừa bọn họ đi. Sau đó họ gọi tất cả các cô gái tỉnh dậy và muốn dẫn bọn họ đi cùng. Nhưng được cười là cô liều mạng muốn cứu bọn họ, nhưng không có ai tin tưởng cô hết. Ngay lập tức Vivian đưa hiệu trưởng đến, cô nói hết sự thật tàn nhẫn ra. Đúng lúc này Vivian phát hiện phía sau cổ hiệu trưởng có một vết sẹo. Thì ra bà ra cũng là người từng đổi mặt. Có trời mới biết bà ta đã hãm hại biết bao nhiêu cô bé. Đến lúc này các bạn học mới chịu tin. Bọn họ nhốt bà hiệu trưởng vào phòng cấm để cho bà ta cảm nhận nỗi sợ hãi như bọn họ từng phải chịu. Khi bọn họ đến cánh cửa để chạy thoát, lại không cẩn thận động đến chuông báo động. Bọn họ vội vàng lao ra ngoài, sợ hãi chạy khắp nơi, chạy trốn khỏi sự truy bắt của đám cảnh vệ. Người bạn này không may bị thương, không thể chạy nổi. Vivian chỉ còn cách dẫn các bạn vào trốn trong một căn phòng và khóa trái cửa. Không lâu sau, tên bác sĩ đến. Ông ta vẫn nói dối như cũ. Vivian tức giận vạch trần bộ mặt thật của ông ta, nhưng tên bác sĩ vẫn khen cô xinh đẹp biết nghe lời. Vivian cuối cùng cũng hiểu tại sao mình được yêu quý hơn, bởi vì khuôn mặt của cô xinh đẹp nhất, đáng tiền nhất. Thế là cô quyết định tự rạch mặt mình, hủy diệt giấc mộng của tên bác sĩ. Đến đây thì mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa. Còn tên bác sĩ do không làm được việc nên đã bị bên đầu tư xử lý. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi cảnh sát đến cứu các cô gái, hai người bước ra bên ngoài. Trong suốt 16 năm qua, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy ánh mặt trời. Sự ấm áp này là một thứ rất xa xỉ đối với bọn họ. Nhưng thật may, một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Và cũng thật may là bọn họ có nhau.